Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm giá rẻ đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Denon. Và con này sẽ có tên model là BMA 590. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà có một mức giá rất là cực kỳ là tốt, nhưng mà vẫn được trang bị rất là nhiều công nghệ xịn sò để phục vụ cho tất cả anh em thưởng thức những bản nhạc vàng, bolero và những bản nhạc hiện đại ngày nay. Thì phải nói là hết ý quá, nhưng mà đây mời anh em cùng xem qua về hình thức cũng như là về thiết kế sản phẩm. Con này về hình thức còn rất là tốt anh em ạ. Về thiết kế sản phẩm thì con này được trang bị cực kỳ là đầy đủ với những tính năng. Ví dụ như là con này sẽ chơi được hệ thống mà AB cộng nha anh em. Và có cả loa nét luôn nha anh em ạ. Đây, loa nét là tính năng tăng âm rất là cần thiết cho những dòng sản phẩm giá rẻ. Và con này thì đặc biệt thì nó sẽ được trang bị bản mặt là Class A nha anh em. Bản mặt Class A là bản mặt mà cho khả năng phát đạt âm thanh cực kỳ là tốt. Và nếu anh em chơi càng lâu thì nó nóng lên thì nó chơi càng hay hơn anh em ạ. Đây là một trong những bản mặt mà được đánh giá rất là cao. Đây mời anh em cùng nhìn xem qua về mặt sau của sản phẩm. Đây là mặt sau sản phẩm, thì tem của sản phẩm thì anh em sẽ thấy là Denon 590. Con này sẽ chạy cho chúng ta tổng cộng là 4 dòng điện nha anh em. Và con này công suất là 175W, được sản xuất bởi Nippon Columbia. Sản phẩm này sẽ trang bị tổng cộng hệ thống là 8 tạch loa nha anh em. Và con này chơi được AB cộng anh em ạ. Và bên đây anh em sẽ thấy là có một cái nút để mà anh em có thể mà chuyển đổi giữa các nguồn điện nha anh em. Hiện tại thì mình đang để là 220W, đúng theo cái nguồn điện của Việt Nam thì mình sẽ mua và cắm vào sử dụng thôi nha em ạ. Còn nếu mà anh em thích chơi những nguồn điện ví dụ như là của Nhật Bản thì anh em chuyển qua 110 và của Mỹ thì 120V thì cũng ok nha anh em. Còn bên đây là các cổng kết nối tín hiệu nguồn vào sản phẩm nha em ạ. Nói chung đầy đủ tất cả các cổng và có cả phono để anh em chơi bằng điện thang nha anh em. Còn về nội thất ở bên trong thì con này sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 8 con sò thang nha anh em. Đây là cấu hình như vậy, nó là rất là lý tưởng của Denon để mà anh em có thể mà phối ghép với những cặp loa khủng. Thì con này thì nó đánh thì nó là rất ok anh em ạ. Và Nhật xin phép được báo giá luôn cho anh em, thì con này Nhật sẽ để lại cho anh em một mức giá mà nó là rất là tốt, chỉ với 3.500.000 đồng. Bởi nếu anh em muốn mua thì có thể liên hệ với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhé. Và bây giờ Nhật sẽ vào ngay bài test sức âm của Denon 590. Mời anh em. Tàng cây năm trước anh viết tên.
trai chiến trận. Em biết lời hẹn có phải tại anh đâu. Cực kỳ là tốt anh em ạ. Hiện tại thì mình đang kết nối sản phẩm này với cặp loa cực kỳ là khủng của Yamaha. Đây là cặp loa mà 4 tấc và sẽ có chất kèn nha anh em. Công suất của một loa đến tận 500W. Và con này thì cho ra chất âm thì cho ra bass đập cực kỳ là căng và rất là đầm thắm nha anh em. Anh em nghe thì nó sẽ mê luôn anh em ạ. Anh em nếu mà chơi những bản nhạc mạnh thì chơi con này vẫn là rất là tốt. Và nhờ tính năng là loa nét của sản phẩm nha anh em. Nếu mà chơi những cặp loa khủng như vậy, anh em cứ bấm loa nét vào đánh thì nó sẽ căng hơn rất là nhiều. Và nếu anh em mà là một người yêu thích những dòng sản phẩm mà của đời nôn thì đây là một trong những sự lựa chọn phải nói là cực kỳ hợp lý luôn anh em. Nghe nhạc hay, trưng bày đẹp, thiết kế rất là ok luôn. Còn trang bị những bản mạch là class A nha anh em. Cái này thì mình vừa mới mở thôi, nếu mà anh em mở lâu thì nó sẽ còn nét hơn rất là nhiều. Rồi anh em thấy sao về The Nong 590 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.